Tư Đầy xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube Tư Đầy. Thì hôm nay á, là mình chừa lại một trái sáo học, đang mình làm cái video khui cái trái sầu riêng sáo học này để cho mọi người xem cái chất lượng mà mình làm với hữu cơ và si thì theo công ty hữu cơ Thượng Thiên. Để mình khui cho mọi người xem. Thì sẵn hôm nay thì mình kết thúc cái thu hoạch vườn, cho nên là mình cũng làm cái video này để cúng đất đai. Cái trái này mình là mình cắt già lúc 9 tuổi, nó chín lắm rồi, nó bị thú đít nhẹ đây rồi, tại mình để trong nhà. Đây mình có tem luôn nè, thấy không, tem thương hiệu nè đó. Các bạn này mình khui ra hết luôn đi hả, không để vô đem tủ lạnh luôn, nó bị đen thế này. Mình để trong trong cái thế này luôn ha. Đó. Trái sầu riêng này sáo học là lộc, lộc của giường, cho nên là mình để mình cúng. Này. Hả? Thơm quá hả? Thì anh để cũng hết chứ gì đâu, mình sáo học là mình phải khui sáo học chứ. Mình khui thêm một cái học nữa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu học. Chưa, để quay bình thường đi, để anh cái này ra mới. Mà mọi người xem mình cúng cúng giường luôn nha. Rồi. Xong. Rồi đưa 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 cái để cho anh nha. Về đi đâu. Không sao đâu. Chiều đó về lại.
Thì vừa rồi mình đã đang cúng vườn rồi, mình khui cái trái sầu riêng sáu hộp để mình cúng vườn. Thì hiện tại cái vườn của mình đã thu cái khuôn tơ ở trên, thì mình sắp tới mình chuẩn bị mình thu luôn cái mỗi ra một cơi nữa thì mình sẽ làm trái lại luôn, thì để cho mọi người xem cái cây mà mình mới mới ăn trái rồi nó như thế nào. Đây. Được rồi. Đây là báo cáo với mọi người, đó là trong lúc từ lúc mà lúa mắc cua cho tới lúc mà mình hái trái á, thì cây nó đi hai cơ đọt, cây nó đi hai cơ đọt, cho nên là sau khi thu thì cây nó vẫn bình thường. Thì đối với mình là làm là mình vừa nuôi cây vừa nuôi trái luôn. Đấy. Rồi lá nè, rồi thấy lá không? Đặc biệt là mình không có xịt thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ cơ lá gì hết. Trong vườn mình vẫn có một cây yếu á, cây đặc gọi nó bị ứ nước, cho nên thì mình cũng đang dọn để mình đổ xi, mình xử lý nó, lý nó lại, thì sắp tới thì nó phục hồi lại thôi. Có một cây một yếu, còn lại thì ok. Cây này thì lấy một cây nữa thì lại làm trái tiếp. Làm cùng một lượt với cái vườn 20 năm ở trong nhà mình luôn. Đó, cây này rồi cũng 50-60 trái. Giờ dàn lá nó gì nè. Đó. Tại bên mình không có xịt chặn ngọt, chặn ngọn hay là hãm ngọn hết, cho nên là cái bọc lá nó không có bị cháy. Mọi người thấy không? Bây giờ mọi người nhìn cái dàn lá thì mình không có xịt nấm khuẩn gì hết, nhưng mà giữ được cái dàn lá này thì chỉ có làm hữu cơ thì mình mới làm được cái điều này. Còn nếu mà mình làm quá chắc thì mình không xịt thì không được, không xịt thì nó không còn cái lá nổi đâu. Lại sầu riêng của mình năm nay á, chắc là chất lượng nó là vô cùng tuyệt vời luôn. Thì mình bán sỉ và lẻ thì mình đóng lại chắc cho các cửa hàng, thì họ rất là nhiều người họ phản ánh về cái chất lượng sầu năm nay. Thì năm tới thì mình sẽ càng nâng cao cái chất lượng hơn nữa. Đây, cái trường 20 năm. Cái vườn này thì lấy một cây nữa là làm trái luôn. Nó đang đang chuẩn bị rời cây nè. Đây, đây, đang chuẩn bị rời cây. Thì mọi người thấy là cái lá nó bị con bọ nó, con ốc nó cắn nè. Lủng lỗ lên nhưng mà tỷ lệ nó không đáng kể. Ừ, thấy nó bóng không? Ủa, đây có ba hữu cơ thượng thiên không ta? Vô vòng cầu là lấy ba hữu cơ thượng thiên cho anh đó nhỉ? Sẵn đây thì mình hồi đó mình sẽ lấy giới thiệu luôn cái bao hữu cơ do công ty hữu cơ Thượng Thiên phân phối. Thì như như mọi người thấy nè, mọi người thấy cái lá nó bóng rồi, thấy không? Đó. Mọi người thấy cái lá nó bóng bóng như thay dầu không? Thì hữu cơ là nếu mà hữu cơ thì cái lá nó mới mới bóng sáng như thế này, còn nếu mà mình là NPK thì nó sẽ xanh sậm, không được sáng nổi. Nhất thứ hai nữa là khi cái vườn mình không có xịt nấm gì hết trơn nha, nếu bổ sung vi lượng ở trên nữa thì nó xịt tăng trưởng nữa thì nó sẽ rất là tốt, nhưng mà mình không có thời gian để mình làm như đó đâu. Rồi, xin mình xin kết thúc video tại đây nha.